Ca sĩ phải đi điểm lời nhạc. Bài hát hôm nay, bài hát yêu cầu. Xin tặng bài hát này cho mấy cô nhỏ ở kia. Anh Trang chắc phải đứng xuống đây được, đứng xích lên, phải đứng sau cái loa mới được. Alo, alo. Yeah. Đây là bài hát Vì Tôi Là Linh Mục. Cái bài này là chị hát sau khi lấy vợ và béo hát. Trước đó mình lấy vợ trước khi mà đang cua quên mà hát bài này đó, tức là mẹ vợ không cho rồi. Chưa trả lời MC kìa. MC mới hát không? Anh Trang hát tông đơ hả? Anh là tông tự do nha, muốn hát tông nào cũng được á. Tông tự do, tông tự do. Tông xe. Vì tôi là linh. Vì tôi là linh mục, không mặc chiếc áo rộng, nên suốt đời hiu quạnh, nên suốt đời lang thang. Vì tôi là linh mục, có một tín đồ, nhưng không là thánh thần, nên tín đồ đi thoát. Vì tôi là linh mục, không mặc chiếc áo rộng, nên suốt đời hiu quạnh, nên suốt đời lang thang. Vì tôi là linh mục, có được một tín đồ, nhưng không là thánh thần, nên tín đồ đi hoang. Vì tôi là linh mục, tôi đời là hạnh phúc, nên tin lời thiếu nữ như tin vào Đức Chúa. Cầu kinh sớm chưa yêu, cầu kinh tối chưa mê, vẫn mắt mắt ê chê. Người tình bỏ tôi đi,
hồi lại kính xưa. Người tình bỏ tôi đi giáo đường buồn đến Thank you.